Xin chào mọi người ha. Khuya hôm nay thì mình vừa mới khui được một mớ thùng PC ha. Đây là hàng thanh lý công ty bên Nhật á mọi người, rất là chất lượng luôn. Option zin xịn chất lượng Nhật hay như thế nào thì mọi người tìm hiểu cùng mình. Mình sẽ quay rõ cho mọi người cái cấu hình, sau đó mình mở bên trong quay rõ cái man ở bên trong này kia cho mọi người xem và báo giá nha. Đầu tiên đó là cái thùng này, cái mỏ bên này là nó rỗng vậy nè mọi người nè. À, nó là Meka đó, Inwin gì đây, đây là Zin Nhật về nha. Đây, thùng này cũng rất là to và chất lượng. Nói chung là vận chuyển về thì cái này thì nó hơi mòn nhẹ chút xíu, không ảnh hưởng gì. Cái này thì có các cái ngõ đây, trên này là nguồn. Và cái này thì nó như là một cái miếng gương hay gì á mọi người, nó soi nè. Đây, nó rõ, nó kính, nó dạng như kính vậy đó. Mình quay cho mọi người xem ở phía sau ha. Đây nha mọi người. Rồi giờ mình quay cái ngoại hình, cái cấu hình. Cái cấu hình của cái thùng này nó là chạy chip i7-7700 nha mọi người, 3.68 CPU. Cái chip của thùng PC thì nó khác với lại laptop nha mọi người. Cái chip này thì nó cũng rất là khỏe luôn, nó khỏe hơn laptop rất là nhiều, mọi người có thể tìm hiểu thêm. Chip thì mình đều có thể nâng cấp, mà mình xuống hoặc là mình lên đều được hết. RAM 32GB. Và đây là cái card của nó là card GTX 1070 ha. Card này là tới 8GB lận mọi người. Thiết kế đồ họa là thoải mái luôn. Vừa là thiết kế đồ họa, vừa có thể là giải trí chơi game đồ, ok nha mọi người. SSD là 256GB cộng với lại HDD là 2TB để mọi người chứa dữ liệu ha. Nói chung là cái cấu hình này thì là quá là khỏe rồi, đôi lúc thiết kế rồi vẽ vời chơi game chơi này kia là ok ha. Sau khi mình mở cái nắp ra thì mình quay vô bên trong nha mọi người. Cái bên trong thùng này nó rất là ngầu luôn, xịn xịn và nó còn mới chát luôn. Cái đèn gì mà nó cái này hãng, nói chung là người ta lắp nó zin dễ mọi người. Cái này là Man Asus nha mọi người, thấy nè. Cái card này là cái card GTX 1070 á mọi người. Đây này, nó to lắm. Mọi người nhìn thấy là cái nguồn này là nguồn AC Bell này. Nói chung là ai rành thì mọi người nhìn là mọi người biết liền à. Đây ha. Rồi cái RAM thì này là nó cắm 2 khe, còn 2 khe nha mọi người. Đây, cái main này thì nó như vậy đó mọi người. Main Asus nó nhìn nó ngầu á. Lúc mà mình ghim điện lại nó sáng từ đây lên tới đây luôn nè, zin. Đây là không phải là rắp từng cái mà là zin. Người ta lắp ở bên Nhật á mọi người, là Man Asus rồi, zin xịn hết nha. Đây mọi người, ai mà rành đó mọi người nhìn thùng PC là mọi người biết là nó chất lượng như thế nào. Thùng rất là đặc luôn mà vậy rồi cái nó có cái kính nữa, Meka ở bên đó nhìn nó rất là ngầu, nó đẹp. Và mình báo giá mọi người ha, cái thùng này là giá của nó là 8.800.000. Mình bao ship tận nơi cho mọi người. Máy thì gồm có dây nguồn thôi ha, mình ghim và mình xài thôi. Ai chốt thì inbox mình, mua hàng thì cọc cho mình 1.000.000, còn lại thì mình ship code. Mọi người nhận hàng nè, kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện ha. Mình thì mình bao ship nè mọi người, không có lo. Quay rõ ràng cho mọi người nhìn ở bên trong, thấy nó rất là chất lượng luôn mọi người ha. Cảm ơn mọi người nhiều. Ai chốt thì nhắn qua Zalo cho mình nha.